heo ăn chuối của Bầu Đức cháy hàng ngày ra mắt. Hơn 100 con heo ăn chuối của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã bán hết vèo sau 2 tiếng tung ra thị trường sáng nay 11/3. Sáng nay ngày 11 tháng 3, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chính thức tung ra thị trường sản phẩm heo ăn chuối mang thương hiệu Bapi gồm thịt đùi, thịt nạc, chân giò, cốt lết, sườn, ba rọi, mỡ lưng, lòng, tai heo. Từ sáng sớm, rất nhiều bà nội trợ đã tới các điểm bán heo ăn chuối thuộc hệ thống Sa Nhà Fudo Store thành phố Hồ Chí Minh để mua thịt. Cũng rất nhanh chóng, chỉ sau 2 tiếng, hầu hết các điểm bán đã hết hàng. Nhân viên tại các cửa hàng Sa Nhà Fudo Store cho biết, thịt bán nhanh hơn bình thường rất nhiều. Đa số khách hàng đều muốn thử sản phẩm heo ăn chuối có 102 trên thị trường và nhiều người cho biết họ mua vì tin và ủng hộ Bầu Đức. Theo thông tin từ tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, heo ăn chuối chỉ bán duy nhất hôm nay như một bước thử nghiệm trước khi đưa ra thị trường chính thức. Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức, Bầu Đức cam kết chất lượng heo ăn chuối của Hoàng Anh Gia Lai đảm bảo tiêu chí 30, không thuốc kháng sinh, không thuốc tăng trọng, không đạm động vật. Bầu Đức cũng nhấn mạnh, dù nuôi với công thức đặc biệt nhưng heo ăn chuối của tập đoàn sẽ bán tương đương giá thị trường. Năm 2021, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu thuần là 2.230 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng. Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đang chuẩn bị trình cổ đông kế hoạch năm 2022 với doanh thu thuần 4.820 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.120 tỷ đồng, gấp gần chục lần so với năm 2021. Bầu Đức cũng đã có phương án cụ thể để thực hiện kế hoạch này. Đó là nâng tổng diện tích trồng chuối lên 10.000 hectare và xây thêm 9 cụm chuồng trại để đưa ra thị trường 1 triệu con heo ăn chuối. Chuối và heo sẽ phát triển song song, tương hỗ cho nhau. Chuối trồng đến đâu, heo gây bầy đến đó,